Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của gia đình mình. Thì tối nay gia đình mình ăn crawfish. Có nhờ người ta mua giùm cho 10 phao. 10 phao, 1 phao là 7 đồng. Mua 10 phao để tối nay nấu ăn crawfish. Anh xã sẽ vào bếp nấu món này. Mời cả nhà cùng theo dõi nha. Xúc xích. Anh xúc xích nữa đâu rồi anh? Chanh, cam. Để thêm một cái hũ gia vị này nữa nè. Slap ya mama. Đó. Rồi, xúc xích. Kiểu này nè. Ok. Đây không phải là chương trình dạy nấu ăn, đây chỉ là cái chia sẻ cái công thức của gia đình mình nấu món này. Tại vì mỗi gia đình nó nấu mỗi cái kiểu khác nhau. Mỗi người nấu mỗi kiểu khác nhau. Thích nấu kiểu gì đó là nấu. Miễn sao ăn thấy ngon với hợp khẩu vị của mỗi gia đình là ok rồi. Thì đây là cái cách làm của gia đình mình. Ok cả nhà. Đây nè. Các em tôm đang chờ chuẩn bị vô nồi. 10 phao. Món này ngon lắm. Bây giờ cái cách thức luộc của con crawfish này là bây giờ chờ nước sôi. Rồi. Bây giờ nóng. Nước sôi xong rồi bây giờ mình đổ vô. So now you leave it like that and you wait till it boil and then you just turn it on. Let it soak for, you want 15 minutes, you're not spicy, and then you want 30 minutes if you want spicy, so it can soak all in. Alright? Bây giờ là ông xã mình ông nói là bây giờ chờ cho nước nó sôi lên, xong rồi là mình tắt bếp liền. Mình muốn cho nó hơi cay á, để cho nó ngâm 15 phút. Mà muốn cay nhiều thì để cho nó ngâm 30 phút là nó cay hơn. Thì bây giờ mình tắt, khi mà tắt bếp xong rồi mình để cho nó, cứ để cho nó ngâm để cho cái nước gia vị nó thấm vô cái con crawfish. Giờ bỏ xúc xích vô. Rồi, sau khi lấy ra thì bây giờ chuẩn bị xào, xào bơ tỏi. Rồi, bỏ bơ, tỏi, gừng. Mắm, bột tỏi. Dạ ha. Bột nêm. Chẳng bỏ đường không? Cay lắm đó, cái đầu là cay lắm đó. Tưới một bếp. Một cái đầu là ăn phải không? Cho con gái cả đôi vai
bùa chín nữa không? Không có bùa chín gì. Cái nào béo vậy mà ngon quá là con. Tôm hồng đất ở Việt Nam mắc lắm không? Mắc không? Mắc hả? Con nữa mang để cho em bao uống chút mà bạn uống một cái này nó cũng ngon dạ bao. Cay đó, cậu ăn qua mấy con bắt đầu cay đó. Lúc đầu một hai con chưa cay á. Không cay nhiều mà cay. I think good level spice. Thì gia vị ngon. Vừa. Ba chục đồng thôi. Mấy? Bảy chục. Bảy chục. Ồ, bảy hả? Một phao bảy đồng. Ờ. Nên ba tỉnh ba chục. Phao bảy đồng, mười phao đó. Rồi từng ngày trôi qua, trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc. Bắp ngon không? Yeah. Ngon. Xúc thích ngon nè, cơm ngon. Không muốn mặn đâu, mặn đâu. Có grandpa ở đây là grandpa ngồi cười mình. Grandpa thích ăn mấy nữa. Múc rồi. Múc thôi chứ có gì đâu ăn. Múc rồi. Đâu có thịt đâu. Mình cái này đây. Biết nấu ngon, biết nấu cho nghe cái mùi vị ngon như này. Nước nóng. Mời nè. Rồi, ra đi cook đó con. Oh, really? Try it, ngon lắm, so good. If you dare, it's a challenge. It's spicy. Con lấy cái dĩa đi, cái tờ plate. Con lấy dĩa đi. Mày công nhận lâu lắm rồi mình mới ăn profit mà tươi ngon mà. Ông dẫn ra ngoài. Lắc, mày ăn lắc nhé. Đi vô mấy chỗ buffet ăn cũng ngon nữa. Yeah, they like my coffee. They like my coffee. Nó nói là profit của bà, nó là ngon nhất. Ừ, tuyệt lắm. Yeah, the stores don't have spicy and they got spicy. Ba con nấu là ngon hết. Này, nó đẹp cốt đi, sợ hả? Ba mình là good man. Good man. Good man. Good man. Ngon quá, mà không đủ rồi. That is good too. Để sao? Sao tự thứ hai đó hả? Sao vậy? Sao lại không? Sao cái này, cái anh sao cái kia luôn này. Sao này cháu nóng lại. Mua rồi. Thôi sao thứ hai đi chị ăn. Rồi ăn sao. Dạ. Mấy cái nút. Sao cho cả nhà coi cái đầu. Đó. Thấy cái đầu gạch chưa. Nè. Đó. Thấy cái đầu gạch chưa. Đó vậy. Cái này là ngon nhất của cái con tôm này. Cái đồng béo. Béo dã man lắm. Đây. Cử thứ hai đã ra lò. Vậy là hết luôn rồi ba mi. Ồ đó. 10 phao đó, cả nhà mình quất hết luôn, chiến đấu hết luôn. This is nice. So good. Ham rồi. Hả? Ủa? Ê. What time over there? Ủa? Khuya rồi. Thấy. 1-2 giờ sáng nè. Mấy giờ? Oh my god. What time over there? It's like 2 o'clock. Oh. 2 giờ đêm hả? Oh. Tại vì ông còn quen về bên Mỹ thành ra là ông không biết. Oh. Emily. Why didn't you call us? Ông lại đi. Hey Emily.
We all miss Grandpa David. We were talking about you. Vậy là 10 phao tôm. Chỉ còn có mấy con thôi này. 10 phao. Hết rồi đó, 10 phao tôm đó. Chừng đó là hết 10 phao tôm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video hôm nay của gia đình mình. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bữa nay đi làm lại rồi cho nên là không có rảnh đâu mà quay video nhiều, chỉ có lúc nào rảnh hay có gì vui thì mới quay. Thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong cái video tiếp theo, khi nào gia đình mình là làm gì vui thì mình sẽ quay phim và chia sẻ với tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt. Bye bye.